Chứ hôm nay mình chỉ các bạn chiết cây mãng cầu và làm sao cho cái mãng cầu rất là nhiều. Mãng cầu rất là nhiều. Mình trồng mới có 3 năm thôi. Mình trồng trong chậu, mãng cầu rất nhiều bạn coi nhé. Kỹ thuật mình trồng cái mãng cầu, mình đây mãng cầu mình chiết ra từ cây nhỏ, từ cây lớn ra cây nhỏ. Mình trồng mới có 3 năm thôi, là trái rất là bự nhiều lắm bạn ạ. Thì trái mãng cầu đậu rất nhiều trái, lớn nhỏ đầy đủ hết bạn. Bạn coi nhé. Đó, mãng cầu ở trái mình đó. Mới trồng thôi trái rất là nhiều. Và nó ra nó mọc trong chậu thôi, không cần bạn không cần trồng ở ngoài. Không trồng ngoài tại vì ở đây heat tin này nó rất là lạnh. Khi nhiệt độ nó xuống còn có 10 mấy độ thôi thì cây nào cũng chết hết, nên không có dễ gì sống đó bạn ạ. Bạn trồng trong chậu, khi bạn chiết ra trồng chừng cỡ 5-7 cây thôi, 5-7 cây thì bạn ăn rất là nhiều, ăn rất nhiều. Ok, bạn có thể làm cách sau, mình chỉ bạn cách sau để cây mãng cầu bông nó đậu trái nhiều và loại phân nào tốt cho nó. Đây là phân mình mua trong hôm đi cô, cái loại phân này rất là tốt, rẻ tiền rất tốt bạn. Nó có chất phân bò, nó hơi thúi một xíu thôi, hơi thúi khó chịu nhé, mà nhân rất là tốt. Con đồng mấy một bịch thôi, nếu bạn mua 60 bịch thì đồng còn rẻ nữa. Còn một nên mình mua lần nhiều lắm, nhưng mình về trồng cây thôi rất là hiệu quả và nó rất là thúi. Mà tấm nó đen lắm bạn ạ, bạn nhìn trong rất là đen, cái phân rất là tốt, nó đen muôn bạn, bạn coi nè, nó đen lắm đó. Nó đen mà nó có phân bò rất là thơm, rất là hôi. Rồi bạn muốn mà khi mà cái trái cây nó đậu á, khi mà ra bông, mãng cầu ra bông, bạn không nên đổ nước, tưới nước quá nhiều. Bạn bớt tưới nước chịu đi, thì một tuần bạn tưới có 3 lần thôi, đừng tưới nhiều quá. Nếu tưới nhiều quá thì cái nước hút lên thì làm cái bông nó sẽ bị rụng xuống đó, bông nó rụng hết, nên bạn không cần tưới nhiều lắm. Thứ nhất, nếu trong công vườn bạn không có ong bướm thì bạn lùm cái cây bông mà loại ngoái lỗ tai đó, bông mà loại có viên bông nhỏ nhỏ đó, thì bạn chấm từ cái nhụy này qua nhụy kia thì tất cả đều đậu hết. Dùng cái cây bông đó, cái bông gòn nhỏ nhỏ đó, bạn chấm từ cái bông vị này qua bông vị kia thì nó sẽ đậu rất là nhiều. Nên mình làm một năm mình trồng chừng tới 4-5 cây là bạn ăn hoài đó nhé. Bạn không có ngán dễ trái bự lắm bạn, tại vì bạn mua ngoài chợ không ngon, mãng cầu rất là dở. Bây giờ bạn coi mình cách chiết cây ra nhé, mình chiết cây mãng cầu làm thế nào để cái mãng cầu được cho năm bằng cái trái ăn tiếp tục. Rồi bạn qua cái video mình còn nhắn bạn lúc mà bạn bỏ phân á, thì đừng có bao giờ lúc cái cây nó có bông, cái cây nó có bông, nó thụ nó ra bông thì bạn không bao giờ bỏ phân nhé. Bạn bỏ phân là cái bông nó nóng á, nó bị rụng hết nhé. Mình cứ nhắc bạn đừng bao giờ bỏ phân. Nếu bỏ phân thì bỏ trước từ tháng 9, tháng 10 là tốt nhất. Tháng 9, tháng 10 là cái lúc đó là cái cây nó chuẩn bị, nó cần cái phân. Nên lúc khí hậu nó mát nữa nên bạn bỏ trong đó, thì lúc đó nó tháng 2, tháng 3 nó là tất cả cái cây nở bông lá. Thì nên bạn lá nhiều quá bạn cũng cắt bớt cái lá, bỏ bớt lá nhé, thì nó mới đủ sức cho nuôi cái trái bự. Rồi bạn cảm ơn bạn nha, mình coi cách mình chiết cây nhé. Đây cái đất mình để mình chiết cái cây đó bạn, mình mua trong Home Depot đó, với một đồng mình mua 60 bịch thì nó bán một đồng 48 cent. Đó, đất này rất là tốt, nó có là 0.05 thì nơi này nó có phân bò rất là tốt bạn. Bằng chiếc loại này cái rễ rất là dai mạnh và cho cái cây rất là tốt, khi bỏ cái ổi, cái bắn cầu, bất cứ cây gì nó cũng tốt lắm bạn. Rồi mình giờ mình bỏ, mình quấn, mình bỏ vô cây. Giờ mình chiết cây mãng cầu nha, thử chiết cây mãng cầu coi. Ê, mãng cầu này mình chiết ra gốc này ra, mình cắt cái dòng đai này đi. Con cắt như vậy đó. Mình cắt cái mãng cầu ra hết.
phải làm cẩn thận các bạn, cái dao này bắn dễ đứt tay nữa các bạn. Cái dao này nó rất là ngọt, rất là nguy hiểm đó các bạn, làm mà cẩn thận chút xíu không dễ đứt tay lắm đó. Rồi mình cạo miếng, mình cạo cho nó hết cái màu trắng luôn, mình cạo được cái để cái da nữa hết, cái da nó không cần dính cho nó đó. Cái da là nó không có, cái da nó không có cái nó bám cái da lại, nếu da xanh nó vẫn còn thì không có được. Mình cạo khi trắng hết luôn đó. Mình thấy mình đánh không, đánh trắng hết luôn, không có để cái gì trong cái thân cây hết đó. Cạo trắng hết. Nói giờ mình quấn này vô trước, mình quấn vô để cho làm giống như cái võng đó bạn ạ. Đó, mình quấn vô mình chặt xuống cái này, mình cho cái dây này mình cột dưới đây trước. Mình cột cái dây vô đây cho nó cứng nhé. Rồi các bạn bắt đầu là bạn đổ đất vô, làm giống như cái võng các bạn ạ, giống như một cái võng còn tan, giống như mình ổ chim dò dẻ vậy. Rồi mình để nghiêng xuống, mình đổ nó vô, đổ đất vô trong đó, cái đất nó mình bỏ vô đó. Bạn nên nhớ bằng làm đó, bạn phải cần để cho nó dài dài chút xíu, cái độ nó dài đó, đó nó dài, có thấy chưa, nó dài đó, cái nó dài tôi lên thì cái đất nó nhiều lắm, nó sẽ nuôi được cái thân cây của nó, khi nó rễ nó ra nó nuôi. Còn mình làm ít quá thì nó không có đủ cái rễ đó, thì cái cây nó khi rễ ra nhiều quá thì nó không có đủ sức nó nuôi đất, nó hết đất nữa rồi, thì cái cây nó nhiều lúc nó không có đủ sức nó sống. Nên khi mà bạn trồng xuống dưới đất á, bạn trồng xuống dưới đất á, thì cái phần rễ nó nhiều chút xíu thì cái cây rất là tốt, cái rễ nó ăn ra thì nó lẹ hơn, nó mạnh hơn. Còn nếu mà rễ nó ít quá, nó không có đủ sức của nó thì cái cây nó sẽ yếu đi đó. Bạn làm nó bự bự ra như nè đó, giống như cái giọng đó. Rồi thì bạn bà đất lên giống như chị bộ dễ đó, đó bà đất lên đây, nhét đất nhiều vô bạn ạ, cứ nhét vô. Đất này mình rất là tốt, cái đất này có phân bò, nó hơi hôi một xíu, nó rất là hôi nhưng mà nó rất là tốt. Bấm đứt lại. Mình có cái bấm, mình bấm nó, mình để đất vô, mình nhét cái trong á, nhét nhiều vô, nhét cho cứng lại. Đó. Nhát thật cho nhiều cứng lại, nó bật bấm vô dính thôi, bật bấm vô dính lại, bật bấm cái bấm này nó tiền lắm bạn, bạn để bạn bấm vô nó dính thôi, đó. Dính hết lại, nó không có bị rớt đất ra ngoài, rồi cũng dễ làm nữa. Rồi xong các bạn bóp chặt tay vô, đó, bóp chặt tay vô, rồi các bạn cột nó lại, bạn cột nó chặt cái như đằng bánh tắt vậy, đó. Cột trên cái đất nó siết vô, nó siết vô cứng lại, đừng có để cho đất nó mềm quá. Nó bằng bóp chặt cho nè, quấn cho nó chặt cái đất vô, nó không có bung ra. Nó còn chặt vô chừng nhiều á thì cái rễ nó tốt hơn, cái đất nó ăn lại, đừng có để thưa quá. Đó, mình quấn chặt giống như u ong rồi dễ vậy nha. Nhìn nó hơi xấu một xíu nhưng mà thôi kệ bạn, làm đại đi. Tại vì mình thèm quá, mình thèm ăn ba cái trái này quá đi, mình ráng chiết cho nó sang năm mình có chạy thêm trái nữa. Bạn biết ra ngoài mua cái trái non quá rồi mình ăn nữa nó đắng ngắt à. Mình mua một ký của nó gần tới 15-17 đô đó, một ký lượng một phao chứ, một phao 15-17 đô rồi, gần món cầu tư á, cái Mỹ á. Còn nếu mà một ký mình nghĩ có chừng một ký cũng chừng cả 35 đô ở Mỹ. Mình cái thông cầu nó không ngon bảo nhau. Mình ăn vô cái toàn cái hột nó đắng nhát thôi, mà hột nó non quá mà mình không có tiếc cái tiền, nhưng mà mình tức mình mua về mình ăn không có được, nên đâu mình quyết định mình phải làm cái này. Mình cầu mong trong năm nó rất là nhiều trái cho mình. Ở bên này cái gì nó cũng mắc hết, trái cây rồi mắng cầu, mắng vú sữa ta chừng cỡ ba phao thôi, 3-4 phao 70 đô đó bạn ạ. Mà mình ăn cái bún sữa nó cũng đắng lắm, mình cắt ra cái trái rất là dở. Rồi cảm ơn bạn nha, mọi người cảm ơn bạn coi video của mình. Tự chiết bỏ nuôi trồng trong cái chậu thôi, chứ bạn không cần trồng miếng đất. Chậu mà bạn bỏ thân đầy đủ thì một cây cũng ra 30-40 trái. Thì bạn ăn hoài, bạn trồng chừng 3-4 cây thì bạn cũng có ăn quanh năm, ăn hoài thôi bạn ạ. Cảm ơn bạn nha, thank you bạn coi video của mình, thank you bạn.